cuốn tiếp theo và cũng khá là sôi động, một sáng tác nhạc sĩ Tuấn Khanh đối với một đêm Channel từ xa. Xin mời tất cả quý vị chú đồng vào đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Xin cô xin chào tất cả quý vị rất là nhiều. Xin chào xin đón về cho và biết gì. À, xin được cảm ơn món quà Sa Đồng rất là hay và rất là tuyệt vời. Là một giọng ca ca sĩ kim MC rất là tuyệt vời. Một ca khúc rất là hay. Và sau đây để nói tiếp chương trình, xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng giao lưu qua tiếng hát của chú Hoàng sẽ nói tiếp một ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Long Ngân, nhạc được mang tên Qua Cầu Mè. Xin được trân trọng kính mời tiếng hát của chú Hoàng ạ. Hôm nay là ngày vui của hai cháu. Trước tiên xin chúc hai cháu được trăm năm hạnh phúc. Chúc hai họ